đáng. Và em chế là ngày 20 tiếp tục nhắc luôn. Em ơi. Hả? Nó hết như vậy hả? Hết thế nào? Hết cái gì? Tính tiền gì không? Ví dụ thì sao kỳ mình cái lô này tính tiền gì không? Chưa tính tiền gì vậy? Sẽ lấy cái gì vậy? Ở bữa giờ em trả tiền mà. Em trả tiền à bà. Trả tiền gì? Nói bữa giờ hết hồn cắt luôn nha. Dĩ trùng sướng phan à. Hai cá thì biết cảm ơn gì không? Cùng thế. Thôi, ủa dĩ trùng, nay dĩ trùng trả tiền hả? Không phải đâu, tao có thấy. Ngon quá mẹ ơi. Ăn cơm tao ơi. Trời ơi, ngon gì đâu luôn á. Cái bên trang á. Để coi mọi người ăn gì. Mọi người ăn gì vậy? Các em muốn thịt đi. Anh chở thêm 7 mà. Chở thêm 7 à. Cái gì vậy? Không nghe. Phải chửi cho nó mới nghe. Trứng rồi, cho miếng trứng đi. Lấy đi. Rồi, nói cho mình. Lấy cái muỗng tao quay sáng ra. Nói thôi à, mặn lắm. Sao? Giỡn hả? Người ta thấy mình gấp đâu của chị Phượng mình. Mở trứng xúc lại. Ăn rồi đó. Ừ, nó ngon, kinh khủng lắm mày. Sao thấy ngon gì sao mày không ăn cái này nhẹ cái đó rồi. Lòng của ngồi nó lạnh quá. Cái trứng này để lâu nó tanh rình. Ừ. Trứng mà phải ăn liền là để gì vậy? Đấy. Trứng mà phải ăn liền, nó giống nước vậy. Ông đang có khách trong đó mà ông vô. À. Chồng đó. Cho là khách của ông nhỉ. Khách gì cũng phải ăn cơm mà. Ăn cơm hả? Khách ngon khách. Nãy có thằng ông khách đi vô mà. Thì chắc là xuân Trung Quốc. Cái gì vậy? Ở đây này đi, tụi nhỏ cơm. Thiệt ngon chứ mày. Tao đang có ăn kem này. Mua chưa? Ừ.
tiêu nhắm mà không thái quan nhanh nhất rồi sáu bảy ngày nhận được nữa biết nào nào lúc chiều thì nào chị đang rảnh lúc lúc rồi kia tem đông lắm. Đi bên mắng nhắm này ai nhắm thấy điện thoại mày không? Ừ, hỏi. Tôi nói đi bên nhắn ai nhắn kìa, thấy nó ấy điện thoại kìa. Chứ thằng A mà kìa. Đó hả? Đi rồi em ơi. Điện thoại mày nha. Giờ tí nữa em sẽ lại sợ hoa đó. Cái nãy hàng hoa vừa qua năm hôm nay thiếu á. Là bằng mọi giá là phải làm hàng cho chị nha. Chứ không được lùi nữa nha. Lùi nữa là khách hàng nó mệt lắm rồi, nó không biết phê đây nè. Hôm nay đó hàng này đó. Ủa bên mình cũng làm ăn với Cát Phú à? Làm gì? Cát Phú á? Phú là đâu? Cát Phú á? Hỏi tao hỏi à? Như là Quân Thảo hay gì mà? Nghe tao mới nghe đó. Tao biết, tao đâu làm bên CS tao mà biết. CS là kinh doanh thì không lẽ bên đó nó đặt hàng, bên đó là công ty giấy của tụi bá nè. Bên đó giấy tắm đó nè. Giống như Linh Quay, Indy Quay gì đó là băng. Cái thứ lần tôi kế nhà đâu cái thứ á lần nhà đâu cái gì kìa canh kìa ai chưa ăn không có rồi không bệnh thôi bột bệnh thôi bột bệnh thôi bột bệnh là đủ rồi. Thank you.